Thưa quý khán giả và các đồng chí, vừa qua, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thảo luận về dự luật biên phòng Việt Nam. Đề cập đến dự luật này, nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung các chính sách đặc thù nhằm bảo đảm đời sống cho cán bộ chiến sĩ và gia đình. Lực lượng bộ đội biên phòng với đặc thù nhiệm vụ gian khổ nơi biên cương của Tổ quốc, nên việc bổ sung chế độ chính sách là thiết yếu. Lấy chồng 25 năm thì có đến 10 năm chị Vân theo anh Hải lên khu vực biên giới sinh sống. Vì anh là lính biên phòng, thường xuyên thay đổi đồn công tác, nên trong 10 năm này, gia đình anh chị chuyển đến 4 nơi ở khác nhau. Con nhỏ này, công việc thì không ổn định. Hôm nay kiếm được việc nào thì làm việc đấy. Bởi vì là vốn dĩ thì mình cũng có cái bằng sư phạm, ví dụ như đến cái chỗ nào mà người ta cần, thì mình xin vào hợp đồng ở cái trường đó 1-2 năm, rồi lại đi. Năm nay đã là năm thứ 31 tuổi quân của anh Hải, cũng gần đến tuổi nghỉ hưu, nhưng anh Hải chưa có được ngôi nhà đúng nghĩa. Ngôi nhà anh đang ở hiện nay được xây dựng tạm trên đất thuê 20 năm của địa phương. Thực tế cho thấy, nhiều người lính biên phòng công tác, thực thi nhiệm vụ cách nhà vài trăm cây số, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhất là gia đình vẫn chưa an cư. Thì chúng tôi sẽ kiến nghị theo cấp chính quyền về báo cáo về huyện, về tỉnh, để rồi làm sao phối hợp với biên phòng, nhất là chuẩn bị cái luật biên phòng ra đời để tạo ra một cái cơ chế chính sách, rồi cũng có cái phối hợp giữa lực lượng trong quân đội và cái lực lượng quản lý nhà nước, để rồi tạo ra một cái cơ chế làm sao có cái quy hoạch cụ thể, nhất là cái nơi mà sinh hoạt của các đồng chí, nhất là nơi ở của đồng chí biên phòng. Đất đai, nhà ở cho cán bộ chiến sĩ mà người ta đang trực tiếp làm ở khu vực biên giới, cái đấy cũng phải cần được quan tâm. Các cấp ủy chính quyền địa phương cũng nên thực hiện cái chế độ chính sách hậu phương gia đình về cái vấn đề này, để ưu tiên hoặc là có cái ưu tiên để cho cấp hoặc là bán hoặc là được tham gia đấu thầu vân vân. Hầu hết các hoạt động của bộ đội biên phòng là phân tán nhỏ lẻ ở các tổ chốt dọc biên giới, với điều kiện công tác sinh hoạt còn nhiều khó khăn, xa gia đình. Do vậy, việc xây dựng cơ sở pháp lý đảm bảo chế độ chính sách cho bộ đội biên phòng trong dự án luật biên phòng Việt Nam là hết sức cần thiết, để những chiến sĩ quân hàm xanh yên tâm công tác, bám bản, bám biên, giữ vững chủ quyền quốc gia.